Đây các bạn, một em Nhật xịn sò, rất là nhiều chức năng, rất là nhiều múi giờ, rất là độc lạ. Đó, size của con này là size 3637 gì nha các bạn. Có hình chiếc máy bay 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 nè. Đó, đây là các bạn thấy rất là nhiều nút không? Nè. Mình rất là nhiều nút để chỉnh các khung giờ này nè. Bây giờ là cái niềng này có niềng xây nha các bạn. Đó, cái niềng này là niềng xây nè. Bây giờ mình xây qua một cửa khác, các bạn thấy nó chạy một cái múi giờ khác không? Đó, rất là nhiều ở trên cái này này, rất là nhiều chức năng. Đây mình xây qua cái khác nữa nè. Đó, nói chung là các bạn nào mà đam mê, các bạn sẽ set lại những cái múi giờ mà theo các bạn thích. Đây mình sẽ một tay nên hơi khó. Đó, bây giờ là mình sẽ quay lại cái giờ nha. Cái giờ mà hồi nãy á, thì cái đồng hồ nó sẽ quay về cái đúng như cái giờ hồi nãy mình mới bắt đầu mình xây. Các bạn thấy cái mặt ở trong là giống như cát không? Nè. Mặt trong trắng giống như cát. Đó, các bạn thấy nó quay về vị trí ban đầu và vẫn chạy bình thường. Đây là những cái nút chỉnh giờ gì đó ra banh nha. Dây da là phối cái dây màu xanh với lại theo cái chiếc máy bay, lên tay khá là đẹp luôn nha. Đó, nó có hai cái đầu mi khác nhau này, ở trên là niên vàng, dưới là inox. Để con này là để cài bừa nha các bạn. Đó, đi mưa đi nắng đi làm gì á là thoải mái luôn, không có sợ nước niết gì hết đó. Rồi, giá con này mình đang bán là 800.000 nha, 800.000 cho một cái chiếc xịn sò của Nhật này. Cái hiệu này là hiệu Citizen nè, hiệu Citizen của Nhật đó. 800.000. Thì các bạn nào cần thì liên hệ ngay cho mình.